Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, theo cái truyền thống của đạo tràng Pháp Hoa thì cứ mỗi năm chúng ta có ba tuần lễ tu gọi là gia hạnh phổ hiền. Khi mà Thầy chọn cái ngày vía Phật Di Đà, tức là ngày 17 tháng 11 cho đến ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo là ngày mùng 8 tháng Chạp, thì nó vừa đúng ba tuần lễ mà theo cái hạnh phổ hiền mà chúng ta tu. Trước nhất là tại sao chúng ta chọn cái ba tuần lễ? Là vì trong Kinh Pháp Hoa, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát có nói trước Đức Phật, nếu đời sau khi Đức Phật Thích Ca vào Niết Bàn rồi mà người nào tu gặp các cái chướng duyên không thể vượt qua được, thì chúng ta nếu cầu Phổ Hiền Gia Bị thì Ngài sẵn lòng hiện thân và giúp đỡ chúng ta trên bước đường tu. Cho nên Thầy sanh ra một cái thời mà không có Phật, khi phát tâm tu cảm thấy mình mồ côi và gặp muôn ngàn cái khó khăn, có cái cảm giác là mình không thể vượt qua được. Cho nên từ đó mà tụng Kinh Pháp Hoa và thấy Ngài Phổ Hiền có phát nguyện như vậy. Thì Thầy khởi lên cái niềm tin về Bồ Tát Phổ Hiền Gia Bị, cho nên Thầy mới ba tuần gọi là nhập thất, tức là kiết thất. Thì ở trong ba tuần hạn chế ba việc, tức là ăn, ngủ và quan hệ với xã hội bên ngoài. Cho nên cái việc thứ nhất á, là Thầy cắt đứt cái mối quan hệ ở ngoài xã hội, kể cả cha mẹ, kể cả thầy bạn. Khi mà nhập thất bắt đầu cắt đứt hết tất cả cái mối quan hệ bên ngoài á, thì Thầy có cái cảm giác là tâm mình nó lần yên tĩnh. Thì từ ở trong cái trạng thái mà tâm yên tĩnh đó thì Thầy mới cảm nhận được cái lực vô hình gia bị tới, cho nên làm cho mình cảm thấy yên tâm tu học và làm cho mình nhận ra được cái hoàn cảnh mà mình đang sống. Từ đó chúng ta không phạm phải những cái sai lầm và những cái khó khăn có thể vượt được. Vì thấy tu hạnh phổ hiền nó có một kết quả lớn như vậy, cho nên khi thành lập đạo tràng Pháp Hoa thì Thầy nghĩ ngay tới cái vấn đề tu gia hạnh phổ hiền. Thì bây giờ tu gia hạnh phổ hiền, tại sao chúng ta lại chọn cái ngày Đức Phật A Di Đà thành đạo để khởi đầu, rồi chúng ta kết thúc ở cái ngày của Đức Phật Thích Ca thành đạo? Đây là một cái ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Sở dĩ mà chúng ta chọn cái ngày của Đức Phật A Di Đà thành đạo á là vì Đức Phật Thích Ca cái khi mà vào Niết Bàn rồi thì Ngài quyền ký lại cho chúng ta. Nếu người nào có cái cảm giác mà không thấy Phật ở trên cuộc đời này thì hướng tâm về thế giới phương Tây, cách thế giới Ta Bà này 10 muôn ức Phật độ. Hướng tâm về thì lúc bây giờ nữa chúng ta thấy cái thế giới cực lạc hiện ra, chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp, chúng ta thấy thanh chúng an lạc. Đó là một cái điểm quan trọng nhất mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Cho nên nếu ta ở thế giới Ta Bà và đem cái tâm chúng ta mà đặt vào thế giới Ta Bà tu hành thì không bao giờ thanh tịnh được, không bao giờ có kết quả được. Tại đây nó là thế giới Ta Bà, tức là nó đủ thứ chuyện hết. Nó chỉ có nghiệp, có phiền não. Cho nên nhìn vào đâu chúng ta cũng thấy phiền não, nhìn vào đâu chúng ta cũng thấy nghiệp chướng. Mà thấy nghiệp chướng và thấy phiền não thì tâm chúng ta không bao giờ yên được. Cho nên cái tu chúng ta không kết quả. Vì vậy mà cái khởi đầu ta chọn một cái điểm, đó là thế giới cực lạc. Mà khi chúng ta hướng tâm về thế giới cực lạc, ta hướng tâm về Đức Phật A Di Đà, ta hướng tâm về thánh chúng, thì tự nhiên cái tâm chúng ta trở thành an lạc. Đây là cái kinh nghiệm mà tu của Thầy. Hay mỗi khi Thầy tiếp xúc với mọi người trên cuộc đời này, Thầy làm một số các cái việc gọi đó là hạnh Bồ Tát, thì Thầy bị cái sự tác động của hoàn cảnh, của những người chung quanh mà làm cho mình bất an. Mà bất an thì chúng ta làm bất cứ việc gì, dầu tốt thì cái tốt đó cũng biến thành xấu. Cho nên nhiều người tu mà không nhận ra được chỗ này nữa. Đầu tiên, chúng ta muốn làm người tốt, chúng ta muốn làm việc tốt, nhưng mà tự nhiên cái việc tốt đó nó biến thành việc xấu. Và cái muốn làm người tốt của chúng ta nữa, những người chung quanh không chấp nhận được, thì ta liền trở thành người xấu. Đây là một cái điều quan trọng nhất mà Thầy đã trải nghiệm. Cho nên lúc bây giờ chúng ta đem cái tâm của mình mà đặt vào ao thất bảo của Đức Phật A-di-đà, đem cái tâm của mình đặt vào thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà, thì bây giờ tất cả mọi cái điều tốt lành đó nó đều hiện ra trong tâm chúng ta hết. Cho nên tâm chúng ta đã tức khắc được an lạc. Thế nên đầu tiên chúng ta đem cái tâm mình mà đặt vào hoa sen. Cho nên khi đem cái tâm chúng ta đặt vào hoa sen, có nghĩa là bây giờ chúng ta nhìn hoa sen, chúng ta nghĩ tới hoa sen, đem cái hoa sen vào trong lòng chúng ta, đem cái tâm chúng ta đặt vào trong hoa sen, lúc bây giờ đó tâm chúng ta là hoa sen, hay tâm chúng ta biến thành hoa sen. Cho nên đối với ta chỉ có là hoa sen. Cho nên chỉ có là hoa sen, cho nên chúng sanh nghiệp và chúng sanh phiền não liền biến mất, mà tất cả đều là hoa sen hết. Đây là cái việc quan trọng nhất của người tu. Cho nên nếu ta mở mắt ra, ta nhìn, thì ở trong chúng hội đạo tràng này chúng ta thấy tất cả các Phật tử, người thì y nâu, người thì y mỡ, người thì y
vàng, người già, người trẻ, đủ thứ hết. Nhưng mà khi cái pháp tu này được áp dụng thì lúc bây giờ nữa, tất cả những người này biến mất. Nhưng mà những người này nữa, đều biến mất rồi nữa, thì mỗi người hiện lên thành một hoa sen. Cho nên trong cái đường tu đó, cái điểm này rất quan trọng. Cho nên mọi người liền biến thành hoa sen. Mà biến thành hoa sen á, thì nó trở thành tinh khiết, mà nó không có nghiệp. Cho nên hoa sen tinh khiết, và hoa sen là luôn luôn tỏa ngát mùi hương. Cho nên lúc bây giờ cái ao thất bảo của Đức Phật A Di Đà đều hiện ra. Cho nên đều hiện ra trước mặt ta, và lúc bây giờ đó ta cũng biến thành một hoa sen. Cho nên ta là một hoa sen ở trong ao thất bảo của Đức Phật A Di Đà, và tất cả các pháp lữ đồng hành của chúng ta đó đều tinh khiết hết. Cho nên tự nhiên tạo thành thế giới thanh tịnh. Cho nên thế giới thanh tịnh do tâm chúng ta thanh tịnh mà hiện ra. Tâm chúng ta thanh tịnh là do cái hoàn cảnh này thanh tịnh mà nó hiện ra. Cho nên ở trong đạo tràng của chúng ta tu hành, đầu tiên chúng ta chủ trương là thanh tịnh và trang nghiêm. Cái trang nghiêm và thanh tịnh có nghĩa là tất cả mọi người chung quanh chúng ta không nói chuyện, không ồn ào, không sử dụng điện thoại riêng. Cho nên nó giữ một màu thanh tịnh như vậy đó, thì tự nhiên cái thế giới tịnh sẽ hiện ra. Và từ cái thế giới tịnh hiện ra thì ngay cái ao thất bảo của Đức Phật A Di Đà đó, nó liền hiện ngay trong đạo tràng thanh tịnh của chúng ta. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái khi mà thầy nhập thất mà quán tưởng được như thế, thì ngay ở trong cái phòng mà của thầy nhập thất đó, thầy có cái cảm giác có mùi hương lạ. Cho nên có mùi hương lạ. Mùi hương này đầu tiên là gì? Tức là cái mùi hương của hoa sen. Là tại vì cái quán tưởng chúng ta là hoa sen. Rồi kế đó nữa, cũng ở thế giới cực lạc này, thì bây giờ đó, Đức Phật nói là có hoa mạng đà la, mạng thù sa, tức là hoa trời ngày đêm rơi xuống. Thế nên ngày đêm rơi xuống, cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta lại nghe cái mùi hương lạ. Thế nên nghe cái mùi hương lạ đó là cái mùi hương ta gọi là hương trời. Hương ở trên thế gian này không bao giờ có. Mà cái người đó, ở trong tâm họ luôn luôn nhìn thấy hoa sen, và đồng thời mũi họ thường ngửi thấy cái mùi hương của trời như vậy đó, thì tự nhiên cái tâm chúng ta liền thanh tịnh. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Vì vậy đó mà cái tu gia hạnh Phổ Hiền khởi đầu quán tưởng cái thế giới cực lạc, quán tưởng thánh chúng, quán tưởng ao thất bảo, và quán tưởng cái hình tượng của Đức Phật A Di Đà, nó sẽ mang lại cho chúng ta một cái điều mà vô cùng lợi ích như thế. Còn nếu tất cả các Phật tử cũng tụng kinh Di Đà, cũng niệm Phật, cũng lại Phật, nhưng mà tâm của chúng ta nó không được tập trung, tâm chúng ta không thể biến thành hoa sen được, mà tâm chúng ta nó lộn xộn, lăng xăng, nghĩ hết việc này tới việc khác, thì với cái tâm đó, chúng ta không thể thoát ly được cái khổ ở thế giới ta bà, thì chắc chắn chúng ta tu không được. Dù có tu cũng không có kết quả. Nhưng mà khi quý vị thực tập được cái điều này rồi đó, thì tâm chúng ta hoàn toàn lắng yên. Tâm ta hoàn toàn lắng yên thì ta cũng lại tiếp xúc với tất cả mọi người trên thế gian này nữa, thì mọi người nhìn ta khác. Hồi nãy đó,
thì ta nghĩ cái phải, cái trái. Cho nên ta nói cái phải cho người khác nghe, nhưng mà người khác không nghe, lại người khác nghĩ đó là sai, là trái. Do đó mà hai bên cãi nhau. Hai bên cãi nhau, người này nói phải thì người kia nói trái, mà người kia nói phải thì người này nói trái. Ở đây là thế giới ta bà. Nếu mà chúng ta tu ở trong cái dạng này nữa thì muôn kiếp chúng ta không ra được. Cho nên khi Thầy thể nghiệm rồi thì Thầy thấy nó có kết quả khác. Tại vì quán thấy hoa sen, quán được ao thất bảo và quán được thánh chúng, thì lúc bây giờ nữa chúng ta bước lại cuộc đời. Ta đi vào trong cuộc đời, ta nhìn cuộc đời, mà ở trong lòng chúng ta vẫn còn nghĩ tới hoa sen, ở trong lòng chúng ta còn nghĩ tới thánh chúng. Vì lòng chúng ta nghĩ hoa sen tinh khiết, lòng chúng ta nghĩ thánh chúng, cho nên ta nhìn ta thấy mọi người là thánh chúng và mọi người là hoa sen. Cái khi mà ta thấy mọi người là hoa sen, mọi người là thánh chúng, thì đương nhiên chúng ta không thấy cái lỗi của họ nữa. Cho nên Đức Phật nhắc chúng ta thêm cái nữa, nếu là người chân tu thì không thấy lỗi của người. Mà khi ta nhìn thấy lỗi người nữa thì ta biết mình không phải là bậc chân tu, tức là người giả Phật tử chứ không phải Phật tử thiệt. Cho nên mình là tội đồ. Đó là trên bước đường tu. Ta nếu người mà xấu trên cuộc đời này đó là luôn luôn á, nhìn thấy người chung quanh mình đều xấu hết. Mà cái người tốt trên cuộc đời mình á, thì thường á, là thấy những người chung quanh mình á, ai cũng đều tốt hết. Cho nên á, Thầy rất sợ là thấy lỗi của người khác, thấy cái xấu của người khác. Đó là trên bước đường tu. Mà nhờ không thấy cái lỗi của người, không thấy cái xấu của người, cho nên tâm mình an được. Tâm an được là nhờ thấy thánh chúng, tâm an được là nhờ thấy hoa sen. Chứ nếu ta thấy cái lỗi của người, thấy cái xấu của người, thì làm sao mà tâm chúng ta an được? Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái khởi đầu là chúng ta quán tưởng Đức Phật A-di-đà, quán tưởng thế giới cực lạc, và đem cái tâm chúng ta đặt vào ao thất bảo để chúng ta tu. Tại nên thời gian này nữa, chúng ta không bao giờ mà nghĩ tới bất cứ một người thân nào trên cuộc đời này, và không bao giờ để mắt mà nhìn vào bất cứ ai trên cuộc đời này nữa. Tại nên nếu chúng ta không vào thiền thất, chúng ta còn đi chỗ này chỗ kia, thì tâm chúng ta vẫn luôn niệm Phật. Trong tâm chúng ta luôn luôn nghĩ tới ao thất bảo. Tâm chúng ta luôn luôn nghĩ tới hoa sen. Chứ đừng nghĩ tới những người chung quanh và nghĩ tới những cái lỗi, cái xấu của người, để cho tâm chúng ta bất an và tội chúng ta sanh ra. Đó là cái giai đoạn thứ nhất mà chúng ta tu. Rồi trong cái khoảng thời gian tu này đó, cái khoảng thời gian tu ta gọi là tu hành phổ hiền. Tu hành phổ hiền có nghĩa là ta thấy Ngài Phổ Hiền Bồ Tát có những cái thần thông tự tại. Thần thông tự tại thì đương nhiên ta cũng muốn trở thành con người tự tại như Bồ Tát Phổ Hiền. Đây là trên bước đường tu. Trong Kinh Pháp Hoa bảo là Bồ Tát Phổ Hiền dùng sức thần thông tự tại của mình, mà nhờ cái thần thông tự tại này nữa mà chiêu cảm được tất cả các vị Bồ Tát đi theo. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi nào mà chúng ta có thần thông, thần thông này là gì? Thần thông tức là cái năng lực siêu nhiên của chúng ta. Mà cái năng lực siêu nhiên này đó, nó có hai. Cho nên một là cái năng lực siêu nhiên mà của Phật, hai là cái năng lực siêu nhiên của ma.
Cho nên quý vị phân cái này ra được để chúng ta thôi. Cho nên cái năng lực siêu nhiên của Phật á, mà tới được với chúng ta thì làm cho tâm chúng ta nó không còn ham muốn, tâm chúng ta không còn bực tức và tâm chúng ta sáng ra. Thì ta biết đây là ta tiếp nhận được cái năng lực siêu nhiên của Phật và Bồ Tát, chúng ta có thể tu được. Cho nên Phổ Hiền có một cái năng lực này. Cho nên có một cái năng lực siêu nhiên này, cho nên nó chiêu cảm tất cả các vị Bồ Tát đi theo Ngài. Cho nên Ngài tới đâu thì các vị Bồ Tát này nó đều theo Ngài hết. Lúc bây giờ đó, Ngài qua thế giới Ta Bà này thì tất cả các Bồ Tát cũng theo đây qua. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền vào thế giới Ta Bà thì tất cả các vị Bồ Tát khác cũng theo vào thế giới Ta Bà. Là do một cái thần thông của Ngài mà nó chiêu cảm các vị này. Cho nên các vị này đều đi theo. Mà Bồ Tát là đa hạnh, cho nên mỗi vị Bồ Tát có một hạnh, mỗi vị Bồ Tát có một hạnh khác nhau. Thì tất cả mọi việc làm của các vị Bồ Tát này đều ứng vô cái trần lao nghiệp chướng của chúng sanh. Cho nên nó có bao nhiêu chúng sanh, có bao nhiêu nghiệp chướng, có bao nhiêu trần lao, thì lúc bây giờ đó tất cả các vị Bồ Tát thị tùng với Phổ Hiền Bồ Tát này đó, ứng vào trong cái trần lao nghiệp chướng của chúng sanh mà hóa giải. Vì ta là một chúng sanh trong trần lao, chúng ta bị nghiệp chướng nặng nề, cho nên ta tu không được. Bây giờ đó ta gia hạnh Phổ Hiền, ta tu, ta nghĩ tới Phổ Hiền. Để chi vậy? Để khi mà Ngài Phổ Hiền tiếp nhận được cái lòng tha thiết của ta đó, thì lúc bây giờ đó, tất cả các vị Bồ Tát thị tùng của Ngài nó ứng vào nghiệp chúng ta mà hóa giải nghiệp này. Đây là trên bước đường tu của ta đó. Cho nên đó, ai tiếp nhận được cái lực siêu nhiên này nữa thì họ trở thành ra, trở thành là siêu nhân. Siêu nhân tức là một người mà làm được những cái việc người thường không làm nữa. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Ta nên nhận ra được chỗ này. Thì như vậy đó, tất cả các vị Bồ Tát đi theo Phổ Hiền Bồ Tát. Rồi đó, bên cạnh của Ngài Phổ Hiền và chúng Bồ Tát này đó, có thêm cái nữa là Bát Bộ Thiên Long. Thế nên Bát Bộ Thiên Long tức là gọi tám bộ chúng. Thế nên trong tám bộ chúng này đó, cái điều đặc biệt nhất là ta gọi là trời rồng Atula. Ba cái thế lực này, ba thế lực mạnh nhất, trời rồng và Atula nữa. Rồi kế đó còn có Càn Thác Bà, có Khẩn Na La. Đây là tất cả các vị thần gộp chung lại, người ta gọi là tám bộ chúng. Tám bộ chúng này họ cùng đi theo Phổ Hiền. Họ cùng đi theo Phổ Hiền để làm gì? Để bảo vệ. Cho nên để bảo vệ Phổ Hiền, để bảo vệ các vị Bồ Tát mà xuất hiện trên cuộc đời này để làm lợi ích cho chúng sanh. Đó là cái điểm đặc biệt nhất. Cho nên Ngài Phổ Hiền mà được các vị Bồ Tát theo giúp đỡ, được Bát Bộ Thiên Long theo giúp đỡ đông như vậy, thì Ngài tại sao được? Ngài mới nói với ta đó là do tôi tu 10 cái hạnh, do phát nguyện tu 10 cái hạnh này mà tôi được cái kết quả này. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta muốn có cái kết quả như Ngài Phổ Hiền thì chúng ta phải tu hạnh Phổ Hiền. Cái gì mà có nhân mới có quả, cho nên có làm thì mới có kết quả, chứ còn không làm mà muốn kết quả thì cái điều này không có. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát trước đây cũng như ta, nhưng mà nhờ tu 10 cái hạnh
mà kết quả thành ra một cái lực siêu nhiên như thế. Bây giờ đó chúng ta nương vào hạnh của Phổ Hiền để chúng ta tu thì chúng ta cũng sẽ được như vậy. Trước đây Phổ Hiền tu đơn độc cho nên khó khăn. Bây giờ chúng ta tu thì chúng ta lại được cái lực của Phổ Hiền gia bị tới, cho nên những cái việc tu chúng ta dễ hơn. Biết như vậy đó mà không tu thì cái này thật là uổng. Đây là cái việc mà rất quan trọng. Cho nên ngày xưa tất cả các cái vị tổ sư mà đi truyền giáo ở nước này nước khác là quý vị thấy khó khăn vô cùng. Nhưng mà ngày nay chúng ta tu thì chúng ta dễ hơn các ngài nhiều. Mà trong hoàn cảnh dễ như vậy mà chúng ta không tu thì Thầy nói là rất là uổng. Cho nên ngày xưa các vị tổ sư, các vị hòa thượng muốn làm cái chùa như chùa Uy Nghiêm chúng ta đây thì không thể làm được. Tức là không thể nào làm được hết. Tại sao vậy? Là vì các ngài vẫn dùng sức người. Ta nên dùng sức người cho nên đi đốn được một cái cây, rồi bào, rồi chuốt mà sửa cho nó thành được cái cột đó, thì quý vị thấy khó vô cùng. Mà dựng lên thành được một cái nhà để ở đó thì khó. Nhưng mà ngày nay chúng ta xây dựng cái chùa Uy Nghiêm như thế này đó, trong khoảng thời gian rất ngắn, 5 năm thôi, ta liền biến cái đầm sình lầy này để trở thành một ngôi chùa như thế này. Cho nên chúng ta có thể đổ xuống đây hàng triệu khối đất cát dễ dàng. Ngày xưa không thể làm được. Chúng ta có thể xây được một cái nhà mà rộng như thế này, bề ngang là đến 40 thước, bề sâu vô nó là 80 thước. Ngày xưa không thể làm được. Đây chúng ta thấy như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta tu, bây giờ chúng ta làm thì dễ hơn ngày xưa nhiều. Cho nên Phổ Hiền ngày xưa tu thì rất là khó. Nhưng mà ngày nay ta gia hạnh Phổ Hiền ta tu đó, thì ta lại thừa hưởng một cái sự nghiệp lớn này của Ngài. Cho nên cái việc chúng ta trở thành dễ hơn. Cho nên bước đường tu đó, chúng ta nhận ra được, chúng ta thấy. Nhưng mà cái này đó là lực của Phổ Hiền gia bị tới để chúng ta làm. Mà Ngài dạy chúng ta đó, cái điều quan trọng nhất đó, là chúng ta phải tự làm. Chúng ta tự làm. Ban đầu thì nhờ cái lực của Phật gia bị tới, nhờ cái lực của Bồ Tát Phổ Hiền gia bị tới, nhưng mà chúng ta không thể nhờ vả như vậy suốt đời được. Mà chúng ta phải tự làm ấy, thì cái này mới là của ta. Cho nên chúng ta phải tự tu và tự chứng thì cái này mới là của ta. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ nhờ vả thì chỉ có được một lần thôi. Cho nên không thể được nữa, phải không? Đó là các vị nên nhớ như vậy. Cho nên nhờ Ngài gia bị tới rồi thì lúc bây giờ đó ta phải tự làm lấy. Ta tự làm lấy thì lúc bây giờ ta mới được. Cho nên Ngài mới nói là trước đây đó, tôi nhờ tu 10 cái hạnh này mà chiêu cảm được cái quả báo của một vị Bồ Tát. Ta nên việc thứ nhất đó, tu hành là gì? Ta nên việc thứ nhất là ta tu hành đây nè. Muốn mọi người tới với ta đó, thì quý vị phải nhớ cho một điều là không dám xem thường người khác. Dù người khác nhỏ hơn ta, người khác dở hơn ta, người khác yếu hơn ta, nhưng mà ta không bao giờ dám xem thường họ. Tại Đức Phật Thích Ca cũng nói như thế. Hồi cái thời Phật Quan Âm Vương, Đức Phật Thích Ca phát tâm tu Bồ Tát Đạo, thì Ngài cứ nghĩ trong lòng có một điều thôi: ta không dám xem thường,
ta không dám xem thường bất cứ ai. Đây là trên cuộc đời. Cho nên ác ma thì không ai mà ác ma có thể kính trọng được hết đó. Tức là thấy mình là nhất thôi. Tức là trên đời này chỉ có mình là nhất thôi, không ai bằng mình hết, phải không? Nhưng mà Phật á, thì thấy ngược trở lại đó, không dám xem thường bất cứ ai hết. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên Đức Phật nói là không dám xem thường một cái đứa con nít, phải không? Cho nên đứa con nít, nhưng mà bây giờ quý vị thấy nó là đứa con nít, nhưng mà 10 năm sau, 20 năm sau thì nó khác rồi. Cho nên thầy năm nay là 75 tuổi, cho nên thầy nhìn trở lại nữa, những đứa con nít mà trước đây nó chưa có trên cuộc đời, rồi bây giờ đó nó cũng xuất hiện trên cuộc đời này, rồi nó cũng đổ ông này ông kia, phải không? Đấy sự thật. Cho nên không dám xem thường dầu nó là trẻ con. Đây là trên bước đường tu của ta nữa. Cho nên cái người tu hành hạnh phổ hiền này, này, cái việc đầu tiên là không dám xem thường ai hết. Mà vì ta không dám xem thường họ, ta không khi dễ họ, cho nên họ dễ gần gũi với ta. Nên trên bước đường tu đó quý vị thí nghiệm thấy liền. Tại vì ta kính trọng họ cho nên họ mới quý ta. Nếu mà ta giỏi hơn họ mà ta quý trọng họ nữa thì đương nhiên họ kính trọng ta nữa. Mà ta giỏi hơn họ mà ta xem thường họ thì họ cũng không tới với ta. Ngược trở lại, nếu ta không bằng họ mà ta xem thường họ đó thì họ đập chúng ta chết, phải không? Đấy. Trên bước đường tu đó, cái điểm này là điểm mở đầu để tu hành phổ hiền. Cho nên đầu tiên Đức Phật Thích Ca bảo rằng trong thâm tâm mình nghĩ không dám xem thường ai hết, mình nghĩ rồi họ sẽ lớn lên, họ sẽ tu hành, rồi họ sẽ thành Phật. Đôi khi họ thành Phật trước ta nữa. Đây là cái việc quan trọng nhất ở trên cuộc đời. Cho nên tất cả những người ngồi trước mặt thầy đây đó, bây giờ thì thầy làm thầy. Nhưng mà biết đâu rồi mai kia đâu quý vị tu hành, quý vị thành Phật trước thầy không? Cái này tự nhiên thôi. Tất cả những người này đó rồi đều sẽ thành Phật hết. Mà nếu ta nghĩ họ đều thành Phật hết mà ta xem thường họ đó, thì ta phạm phải cái tội. Tôi quỷ bán Phật rồi. Mà quỷ bán Phật rồi thì ta tu không bao giờ có kết quả, cho nên chỉ có đọa. Vì vậy đó mà Đức Phật khuyên chúng ta đó, không nên xem thường người khác, dù họ là ngoại đạo, phải không? Dù họ tạo tất cả các nghiệp ác, họ tạo nghiệp ác, họ ở ngoại đạo, nhưng mà ta cũng không dám xem thường họ. Ta nói từ người ngoại đạo có thể phát tâm rồi tu hành họ đắc quả sao? Ta nói chúng ta thấy Ngài Xá Lợi Phất trước đây đi theo đạo thần lửa, tức là ngoại đạo. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất khi mà đi theo Phật thì lúc bây giờ đó ông lại đắc quả A-la-hán sớm. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất là đắc quả A-la-hán sớm. Mà Ngài Xá Lợi Phất là trở thành người trí tuệ bậc nhất ở trong số đệ tử của Đức Phật. Thì như vậy đó, tất cả những người đệ tử Đức Phật cứ nhìn Ngài Xá Lợi Phất nói ông là ngoại đạo, phải không? Ta nói ông là ngoại đạo, ông là tà giáo. Như vậy đúng không? Bữa hôm qua họ là tà giáo, họ là ngoại đạo, nhưng bữa nay họ phát tâm Bồ Đề rồi họ tu đúng cái đó thì họ kết quả liền. Cho nên cái người tu hành này đầu tiên là nên kính trọng tất cả mọi người. Tu hành phổ hiền là như vậy. Kính trọng người. Nếu người đó là người tốt, người đó là người hiền, thì ta được một người bạn tốt, ta được người bạn hiền đi theo ta. Nhưng mà ta kính trọng một cái người đó, dù người đó ác, người đó xấu đi nữa,
Người đó ác, người đó xấu, nhưng mà vì ta kính trọng họ, ta không dám động họ, ta không dám khinh họ, cho nên á, ít nhất họ cũng không đánh ta, phải không? Họ không đánh ta, họ không nói xấu ta, họ không hại ta chứ. Thế là kinh nghiệm quý vị thử xem. Bây giờ chúng ta ra đường, chúng ta gặp một cái anh vô cùng, phải không? Nhưng mà ta xem thường nó đó, thì coi chừng nó đánh ta. Nhưng mà ta không xem thường nó mà ta kính trọng nó đó, đương nhiên nó có một ý niệm tốt về ta. Ta nói ít nhất á, nó cũng cảm thấy là nó được làm đại ca rồi, phải không? Nó được làm đại ca chứ. Ta nói ta có kính trọng nó, cho nên á, nó cũng thương ta. Khi mà thầy sang Nhật, thầy gặp Hòa Thượng Quảng Minh, là cái người mà sáng lập Hội Phật học Nam Việt vào thập niên 50 của thế kỷ trước. Cho nên Ngài mới nói với thầy là cái khi mà Ngài đi xuống miền Tây để thuyết pháp, cho nên xuống miền Tây để thuyết pháp đầu tiên đó, Ngài gặp cái ông Năm Lửa. Cho nên ai miền Tây thì biết ông Năm Lửa, phải không? Cho nên gặp Năm Lửa bắt vô. Cho nên bắt vô đó, thì ông Năm Lửa nói cái gì nữa Ngài cũng dạ hết. Nói cái gì Ngài cũng dạ hết. Thì như vậy đó, ông Năm Lửa ông không đánh, không giết, nhưng mà những người khác là giết à. Rồi ông Năm Lửa nó mới dặn một câu đó: từ đây về sau mày không được xuống đây nữa, nghe chưa? Thành Hòa Thượng: dạ. Ông thả cho về, thả cho về thành phố là từ đây về sau không được xuống miền Tây nữa. Thành ông về thành phố xong rồi đó, ông đi sang Nhật luôn, ở bên đó luôn. Từ năm 1955 ông đi bên rồi. Thế cái chỗ này là gì? Ông Năm Lửa ông dữ lắm, nhưng mà tại vì Hòa Thượng Quảng Minh không dám xem thường ông, kính trọng ông, cho nên lúc bây giờ ông tha chết cho về. Nên trên bước đường tu cái điểm này rất quan trọng. Nếu ta kính trọng người hiền, ta có bạn hiền. Ta kính trọng người tốt, ta có bạn tốt. Nhưng mà lúc bây giờ đó, ta kính trọng những cái người ác, người dữ này đó, thì ít nhất đó, họ cũng không gây sự với ta. Đây là trên bước đường tu. Họ cũng để cho chúng ta có được bình yên mà ta tu hành. Đấy. Cho nên Ngài Phổ Hiền dạy chúng ta đó, cái việc đầu tiên trên bước đường tu này đó, là chúng ta phải làm như vậy thôi. Tất cả mọi người ta đều kính trọng hết. Ta tự đem đặt mình ở cái chỗ thấp nhất. Đặt mình ở cái chỗ thấp nhất, thì cái trường hợp đó, chúng ta không buồn phiền, chúng ta không giận hờn, chúng ta không khó chịu. Tại khi đặt mình ở cái chỗ thấp nhất, thì ai cũng có thể mắng mình, ai cũng có thể chửi mình, ai cũng có thể đánh đập mình, ai cũng có thể khi dễ mình. Mình đã thấy như vậy trước rồi, mình chấp nhận như vậy rồi, thì ở trong lòng mình an lạc. Mình niệm Phật, mình tu hành. Một khoảng thời gian sau, cái công đức chúng ta nó sanh ra, cuộc đời chúng ta đổi khác. Đây là trên bước đường tu. Còn cái người tu hành mà luôn luôn lúc nào cũng hơn thua phải trái, cứ thấy mình tốt, cứ thấy mình giỏi đó, thì cái trường hợp này khó đi lên được. Trong đời chúng ta luôn luôn cứ đụng chạm hết người này tới người kia, hết cái khó này tới cái khó khác, nó luôn luôn chờ đón chúng ta. Vì vậy đó mà cái gia hạnh Phổ Hiền của chúng ta đó, cái hạnh đầu tiên chúng ta nhớ nhỉ? Bắt đầu từ bữa nay mà đi ra đường đó, là quý vị ai cũng kính trọng hết, phải không? Ta không dám xem thường ai, họ nói cái gì ta cũng dạ hết. Ta nói đúng ta cũng dạ, họ nói sai ta cũng vâng. Ta chúng ta chỉ có hai chữ thôi, một là vâng, hai là dạ, phải không?
ai làm gì ta? Nhưng mà ta nghĩ khác, ta cãi lại nó thì khác. Cho nên nhiều khi đó, ta chỉ có nghĩ khác với họ thôi, mặc dù ta không cãi. Ta nghĩ khác đó, thì lúc bây giờ ta hiện ra cái tướng khác, cho nên thấy cái tướng ta khác đó, ta xem thường họ. Ở ngoài thì chúng ta dạ, nhưng mà trong lòng chúng ta đó, là xem thường họ. Cho nên sao? Thành họ thấy cái mặt chúng ta, họ đánh cho bỏ ghét, phải không? Các quý nghiệm xem. Nếu trong lòng chúng ta kính trọng họ thực sự á, rồi ở ngoài này chúng ta dạ đó, nó khác. Mà trong lòng chúng ta không kính trọng họ thực sự, mà ta xem thường họ, ta khi dễ họ, nhưng mà ở ngoài đó chúng ta nói tốt, thì đương nhiên chúng ta bị đòn thôi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta luyện cái tâm của mình. Đây là trên bước đường tu. Đó là cái điều thứ nhất. Đối với tất cả mọi người ta đều kính trọng hết. Kính trọng tất cả mọi người như kính trọng chư Phật. Vì ta thường nhìn Phật, ta thường nghĩ tới Phật, cho nên ta thấy mọi người là Phật. Do đó mà ta kính trọng họ như kính Phật, thì trên cuộc đời này chắc chắn chúng ta được bình yên và chúng ta tu được. Đây là gia hạnh phổ hiền. Chứ còn chúng ta lại Phật, Phật ở bên này. Chúng ta đối xử với cuộc đời nó ở bên này. Hai cái này khác nhau, phải không? Thường họ lầm ở chỗ mà họ bảo là gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì trừ, phải không? Gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì trừ, cái này coi chừng nguy hiểm. Coi chừng chúng ta biến thành quỷ, phải không? Hay là chúng ta bị quỷ nó trừ mình, phải không? Đây là trên bước đường tu. Đó là cái điều thứ nhất mà Ngài Phổ Hiền Ngài đã thực tập và có kết quả. Cái điều thứ hai đó, Ngài dạy chúng ta là cái gì? Là luôn luôn tìm những cái tốt của người mà ca ngợi, chứ đừng có tìm cái xấu của người, đừng có thấy cái xấu của người. Ta nói họ có 1000 cái lỗi đi nữa đó, chúng ta không thấy nữa. Nhưng mà họ có một cái điều tốt nhỏ xíu thôi, thì chúng ta thấy cái điều tốt đó. Ta vẫn thấy cái điều tốt và ca ngợi cái điều tốt này đó, thì đương nhiên đó, họ dễ chịu hơn, phải không? Mà ta ca ngợi cái điều tốt của họ đó, rồi đôi khi đó, họ nhớ ra có nhiều cái xấu quá, cho nên là lúc bây giờ họ tự sám hối thôi. Ta nói họ tự nhận lỗi thôi, chứ còn ta không thấy cái đó. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ca ngợi cái điều tốt. Đương nhiên trên bước đường tu chỗ này nữa, thì Thầy nhắc cho một điều này. Chúng ta ca ngợi cái điều tốt, chứ không ca ngợi điều xấu. Cho nên họ hỏi chúng ta, phải không? Thì chúng ta chấp nhận cái của họ, để cho họ được an vui. Nhưng mà cái điều đó ta biết là không tốt thì ta không ca ngợi. Ta chỉ ca ngợi điều tốt thôi. Cho nên cái người này đó, Thầy thấy họ làm tất cả các việc ác. Họ làm hết tất cả các việc ác trên đời này, cái gì họ cũng từ chối hết. Nhưng mà họ có một cái điều tốt, cái điều tốt nhất của họ đó là gì? Họ biết lo cho cha mẹ họ. Họ có hiếu với mẹ họ, hay là họ biết chăm sóc cho con họ. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta vẫn thấy cái tốt của họ là lo cho con, phải không? Thế nên trường hợp bà La Sát là dữ lắm, phải không? Bà này là ác thực, làm hết tất cả các việc ác, không có từ cái gì hết. Nhưng mà khi bà tới với Đức Phật, cho nên Đức Phật cũng nhìn thấy cái tốt của bà thôi. Cho nên nhìn thấy cái tốt của bà, cho nên bà mới kính trọng Đức Phật và nguyện hộ trì chánh pháp của Đức Phật. Cho nên cái bà này là bà dữ lắm. Cho nên Đức Phật chỉ có một cái điều là nhìn thấy cái tốt của bà. Hỏi cái tốt là gì? Bà này có 100 đứa con. Cho nên có 100 đứa con. Nhưng mà bây giờ 100 đứa con này nó là bà chăm sóc cho nó kỹ.
Bà đi bắt, bà đi giết những người khác, nhưng mà cướp của người khác để lo chăm sóc cho những đứa con bà. Cho nên Đức Phật á, nói bà có một cái điểm tốt mà tôi rất kính trọng bà. Đó là bà biết chăm sóc cho con cái của mình. Đây tất cả các Phật tử chúng ta nghiệm xem. Tại Đức Phật á, nói đúng vô cái chỗ này đó. Cho nên bà La Sát bà nói sao? Bà nói Đức Phật nói đúng quá rồi. Tại là con luôn luôn á, là lo cho con của mình. Thà là con chết chứ con không để nó đói, phải không? Đây là cái điểm của bà Quạt La Sát. Và từ đây về sau đó, nếu mà ai nói động tới Đức Phật đó là con chẻ đầu nó cho coi. Thì quý vị thấy không? Bà này dữ lắm ấy. Nhưng mà khi bà hộ pháp đó, là bà hết lòng. Thế là bà hộ pháp thì bà này hết lòng chứ. Ai bà cũng chẻ đầu hết đó. Nhưng mà bảo hộ Phật Pháp đó, thì cái này hết lòng. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên đó, quý vị đó, cố tìm thấy cái tốt của nhau mà ca ngợi, chứ đừng thấy cái lỗi của nhau. Thấy cái lỗi của người đó, là trước nhất là trong tâm mình bất an rồi. Mà tâm mình bất an là mình đã tự xa rời đạo rồi, thành ra mình tu không được. Cho nên thấy một cái điều xấu nào đó thì chúng ta phải làm sao mà quên nó đi nhanh đi. Cho nên trên bước đường tu của Thầy đó, lỡ Thầy thấy một cái cử chỉ, cái hành động nào đó, của một người mà Thầy không chấp nhận được đó, thì Thầy liền nghĩ tới Đức Phật, hình dung ra Đức Phật. Cho nên hình dung ra Đức Phật, nghĩ tới Đức Phật, quán tưởng về Đức Phật để cho cái tâm mình yên ổn lại. Đây là trên bước đường tu. Chứ còn mình thấy được một cái điều mà mình không bằng lòng nữa, thì để cho trong lòng nó ngùng ngục nổi dậy, thì hết cái tội này tới cái tội khác, hết cái khổ này tới khổ khác, mà Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật gọi là trùng trùng duyên khởi. Cái này làm nhân để sanh ra cái khác, cái khác làm nhân để sanh khác nữa. Cho nên Thầy nói, thí dụ như bây giờ có một người nào vô sở làm, họ gặp một cái việc họ không vừa lòng, họ bực bội với một người nào đó, thì khi mà họ về nhà đó, trong lòng đã bực bội rồi, cho nên nhiều khi vợ con không đáng la rầy, thì lúc bây giờ đó mình cũng có thể la được, có thể mắng được. Đây chúng ta thấy, tại vì từ cái nghiệp này sanh ra này, đang bực bội ở trong lòng, cho nên đối với mình cái gì cũng khó chịu hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái gì mà nó nổi lên ở trong lòng nữa, thì chúng ta phải trừ diệt ngay chỗ đó. Đó là trên bước đường tu. Mà lúc bây giờ đó, ta thực tập theo Phổ Hiền, ta cố tìm cái tốt của người khác mà ta nghĩ tới, cái tốt của người khác mà ta nhìn, thì cái mối quan hệ giữa ta với người này nhất định tốt. Thành ra bà La Sát á, thì luôn luôn tốt với Đức Phật, mặc dù bà là người xấu nhất trên đời, phải không? Thế nên bà là người xấu nhất trên đời, nhưng mà đối với Đức Phật á, là bà La Sát, bà vẫn là tốt. Đây là trên bước đường tu đó, ta nghiệm. Đó là điều thứ hai mà ta thực tập, tìm cái tốt của người. Mà khi ta chưa tìm cái tốt của người được á, thì chúng ta đừng nghĩ tới họ. Ta nghĩ tới Phật, ta nghĩ tới Bồ Tát, tại vì Phật và Bồ Tát thì có nhiều cái tốt hơn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái người tu hành là thường ta quan hệ với những người mà ta kính trọng, ta quan hệ với những người mà ta cho là tốt. Tại vì ta kính trọng, ta cho là tốt thì ta nghĩ tới cái tốt của họ nó dễ. Đây là sự thật. Tại người đó ta kính trọng rồi, cái khi ta kính trọng rồi đó, thì họ có những cái sơ suất đi nữa đó, ta cũng thấy cái sơ suất nữa, ta vẫn nghĩ họ tốt. Nhưng mà cái người ta không ưa rồi đó, họ có chính cái tốt đi mà một cái
cái sơ hở nhỏ ta cũng liền thấy cái sơ hở đó, để mà chúng ta ghét họ, phải không? Các vị tự nghiệm lại rồi chúng ta tu. Đó là trên bước đường tu. Cho nên thường ta siêng năng nghĩ tới Phật, ta siêng năng lại Phật, ta siêng năng đọc tụng kinh điển là từ chỗ này. Tại vì Phật Bồ Tát là người tốt, kinh điển là lời dạy của Đức Phật á, là điều những lời thánh thiện. Cho nên vì đọc tụng những cái lời này, quán tưởng những cái hình ảnh này mà tâm chúng ta được an lạc. Thế nên ngày xưa cái khi mà mới tu đó, thì lúc bây giờ đó thầy luôn luôn có một cái hình Phật mà để trong cái tập sách của mình. Thấy khi nào thấy bất an thì dở ra để nhìn. Cho nên về sau này nữa, người ta có cho thầy một cái tượng Quan Âm bằng platinumina, tức là bằng nhựa, thì thầy thường đeo trên cổ. Thế khi nào thấy bất an thì kéo cái tượng ra nhìn. Cho nên cố sống gần với Phật, cố sống gần với Bồ Tát và cố sống gần với kinh điển, thì lần lần tất cả những cái này nó thấm vào trong lòng của ta. Có người hỏi tại sao mà thầy thuộc kinh dễ mà thuộc kinh nhiều như vậy? Thầy không có gì hết, là tại thầy luôn luôn nghĩ tới kinh. Cho nên luôn luôn nghĩ tới kinh, cho nên làm sao quên được. Đây là trên bước đường tu. Còn các vị nghĩ cái chuyện ác, chuyện xấu ngoài đời nhiều quá, cho nên học kinh không thuộc. Học kinh đâu thuộc được. Nhưng mà cái chuyện tào lao ở ngoài nữa thì nhớ giỏi lắm, phải không? Ở đây có bà cụ nào vậy không? Cái chuyện gì không cần nhớ, nhưng mà nhớ, nghe rồi nhớ liền. Còn kinh này, cái cuốn kinh Bổn Môn Pháp Hoa nhỏ như vậy, dễ thuộc như vậy nữa, mà bây giờ muốn lên y nâu mà biểu tụng không tụng được, phải không? Cũng đòi lên y nâu, không cho lên y nâu thì buồn. Đây là trên bước đường tu. Mà thực là nếu còn buồn còn giận là không được lên y nâu. Cái nguyên tắc là vậy. Cho nên cái bữa vía Đức Phật A Di Đà, thầy không có khảo hạch, thầy cho lên hết tất cả đều, ai xin lên y nâu đều cho lên hết. Thì một số các Phật tử tới thưa với thầy nữa, nói tại sao bữa nay lại thầy cho lên hết đi. Thầy nói bữa nay là cái ngày Đức Phật thành đạo, Đức Phật A Di Đà thành đạo, cho nên thôi cho lên hết để cho mọi người cùng vui, phải không? Cái này là nhờ Đức Phật. Cho nên các vị mà bữa rồi đã được lên y nâu mà chưa thuộc kinh thì về nhớ ráng học giùm thầy. Chứ còn mình được y nâu rồi mà không thuộc kinh thì kỳ lắm. Tất cả những người khác người ta khó chịu. Mà người ta khó chịu đó là mình cũng mất phước. Đó là hai cái việc mà thầy nhắc ở trong đại chúng cố gắng thực tập. Cố gắng thực tập hai cái việc này nữa. Rồi tới Chủ nhật cũng đúng 3 giờ thì thầy sẽ tiếp tục thầy giảng ở đây những cái điều còn lại. Bây giờ đó tất cả quý vị đứng dậy hồi hướng xong rồi đó thì ai có thì giờ thì chúng ta tiếp tục lên chánh điện để tụng một thời sám hối rồi chúng ta hãy về. Còn ai mà có việc gì gấp á, thì sau thời giảng này quý vị được đi về. Tôi xin đứng dậy. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh.